Yo, xin kính chào các bạn. Hôm nay mình cũng có một cái chủ đề, đó là hơi khác ngoài lề một chút xíu. Mình sẽ nói về một cái loa. Thì như cái video mà mình đã đăng cách đây khoảng chừng hôm Tết á, mình có mua và mình review cho các bạn xem một con loa mà mình mang về. Đó là cái con loa JBL Flip 5. Bây giờ mình xài từ cái hôm đấy, là từ hồi tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Tính ra cũng không có lâu. Nhưng mà mình mới phát hiện ra một cái lỗi vặt mà mình không biết là đã có ai đã bị chưa. Hoặc là nếu mà các sản phẩm của JBL mà nếu như mà có bị nhiều á, thì trường hợp này mình nghĩ sẽ khắc phục được nếu như mà các bạn chưa biết xử lý. Hiện tại các dòng loa Bluetooth không tính riêng JBL thì có một cái lỗi, đó là khi mà các bạn giống như bình thường đi, bây giờ mình để cái lỗi nó qua bên ha, mình nói như vậy nè, những cái con loa Bluetooth giá rẻ hoặc là giá cao gì đó thì mình chưa quan tâm, nhưng mà khi các bạn bật con loa lên, nó sẽ kêu một cái âm thanh gọi là âm thanh khởi động. Khi các bạn mở lên đều có, tùy theo mỗi loa. Và những cái nút chức năng giống như các bạn bấm nút tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng, thì khi mà các bạn bấm nút tăng âm lượng quá mức tối đa, nó sẽ kêu một cái tiếng, nó cảnh báo các bạn là đã đạt giới hạn âm thanh đó rồi. Thì những các cái nút chức năng khác nó đều sẽ kêu những cái âm thanh như vậy để nó cảnh báo cho các bạn là đã nhận thiết bị, hoặc là đã tắt thiết bị, hoặc cũng có thể là đã kết nối thiết bị. Nó có nhiều nút để nó kêu những cái âm thanh khác nhau. Thì riêng cái con loa JBL này hoặc các dòng JBL khác, nó cũng sẽ kêu âm thanh như vậy. Các bạn biết là JBL nó sẽ kêu những cái âm thanh như là mình rồ xe á. Nè, bạn có nghe thử cái tiếng của nó nha. Đó, là tiếng kêu xe. Rồi, đó, cái tiếng tiện tén là tiếng kết nối. Và bây giờ là tiếng nút đồng bộ cho các bạn coi nè, nút đồng bộ nè. Đó, là nó kêu đã đồng bộ. Còn khi mà tắt đồng bộ nè. Đó. Và bây giờ là tiếng tắt cái thiết bị loa này nha. Rồi. Thì cái lỗi này như thế nào? Mình chỉ mới xài từ tháng 2 đến bây giờ thôi đúng không? Nó hiện tại trong vòng sáng nay là nó không kêu một cái tín hiệu gì hết. Mình cam đoan các bạn là cái tiếng vừa nãy các bạn nghe là mình mới vừa sửa xong luôn. Mình mới vừa sửa xong, chứ còn bây giờ mình không dám reset lại để mà cho các bạn nghe, thấy không? Nhưng mà mình đã thử và nó làm được. Thì âm thanh của nó không kêu, nhạc vẫn kêu bình thường ok. Nhưng mà mình sợ rằng nó sẽ bị làm giảm cái chất lượng âm thanh của nó, nên là mình không muốn kéo dài cái trường hợp này. Đó là bật thì không lên tiếng khởi động, tắt cũng không kêu, tăng âm lượng cũng không kêu luôn. Và bây giờ là rig dòng loa JBL này, mình sẽ có một cái cách nó như sau. Ở khi các bạn mở nút nguồn lên như vậy ha, các dòng JBL khác tương tự như vậy nha, mở lên. Rồi, các bạn giúp mình nhấn giữa nút play và cái phím tăng âm lượng cùng một lúc. 3 giây sau nó sẽ sáng toàn bộ đèn của cái con loa JBL. Và nó kêu cái tiếng khởi động là rồ ga lên, là nó đã cho bạn biết nó là đã reset xong. Và khi reset xong, bạn làm ơn tắt giúp mình lại. Rồi, khi bạn mở lên, lúc đó con loa mới thực sự là như ban đầu. Những dòng loa khác ngoài loa JBL thì đa số nó đều sẽ có một cái nút reset nhỏ, nó nằm ở đâu đó trên cái loa một xíu à. Các bạn giúp mình lấy cái tăm hoặc cái kim cũng được, nhấn nó vô từ 3 tới 5 giây để cái đèn đỏ nó báo lên là cái loa đó đã reset. Đây chỉ là một cái lỗi vặt, nếu như các bạn không để ý tới thì mình không biết là sẽ có nhiều trường hợp lỗi khác tương tự như vậy, nó không hay. Tại vì bản chất khi mình mua về nó đã kêu như vậy, thì đây là một cái mẹo nhỏ mình chỉ cho các bạn để các bạn biết cách xử lý trường hợp này. Mình đã tự xử lý được trong vòng sáng nay và bây giờ con loa mình đã kêu được như vậy rồi. Nó phải kêu được đúng tiếng thì mình mới chịu.
Rồi, nếu như các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like, một share và một subscribe kênh của mình, đó là Hậu Lương Pianist nha. Chân thành cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày mới an lành.